Trong năm 2023, giới bóng đá chứng kiến sự nổi bật của các tài năng trẻ như Jude Bellingham, Mike Thomas, Enzo Fernandez và Alessandro Garnacho. Những cầu thủ này đã bắt đầu thể hiện giá trị của mình trong đội bóng và hứa hẹn trở thành những ngôi sao triển vọng toàn cầu. Bước sang năm 2024, làng bóng đá đang chờ đón một thời kỳ hứng khởi với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ tiềm năng. Các cái tên đầy triển vọng đang nổi bật và cảm nhận sự tỏa sáng của họ đã tạo ra sự kỳ vọng lớn. Hãy cùng khám phá xem, trong năm 2024 này, những cầu thủ trẻ nào sẽ tiếp tục tỏa sáng và góp phần làm nên tương lai của bóng đá thế giới. Trước khi vào video thì bạn cũng đừng quên đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Bạn hãy bám sát và xem hết video. Bây giờ chúng ta cùng đến với top 10 tài năng trẻ triển vọng nhất năm 2024. Số 10 Leny Yoro. Leny Yoro là một cầu thủ trẻ triển vọng đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Hiện tại, anh đang chơi cho câu lạc bộ LOSC Lille và đã có sự chín chắn và hiệu suất ấn tượng tại giải đấu Ligue 1 mùa này. Yoro ra sân hầu hết các trận đấu cho câu lạc bộ tại Ligue 1 mùa giải này và anh đã thể hiện sự chín chắn cùng bình tĩnh đáng kinh ngạc dù chỉ mới 18 tuổi. Trung vệ tuyển U21 Pháp đang được rất nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu săn đón. Số 9 Johan Bakayoko. Johan Bakayoko, cầu thủ trẻ người Bỉ, đang là một tài năng triển vọng đáng chú ý. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải cho PSV Eindhoven và đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong mùa giải gần đây, Bakayoko đã tỏa sáng với Nhông PSV, ghi được gần 30 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của anh có thể vươn mình thành một ngôi sao trong tương lai hay không. Sự tiến bộ của Bakayoko đã được theo dõi và đánh giá cao, và anh được kỳ vọng sẽ có vai trò quan trọng hơn trong đội 1 của PSV. Tuy nhiên, như bao cầu thủ trẻ khác, sự phát triển của Bakayoko trong tương lai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả sức khỏe, tâm lý và cơ hội thi đấu. Bakayoko được kỳ vọng sẽ chuyển đến Liverpool để trở thành người kế nhiệm của Mohamed Salah trong tương lai. Số 8 Enrique Felipe. Enrique Felipe sinh năm 2006 người Brazil, được coi là một thần đồng bóng đá tiềm năng. Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 4 tuổi và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn châu Âu. Real Madrid đã chi số tiền lên đến 72 triệu euro để chiêu mộ Enrique vào thời điểm trước mùa giải năm 2023-2024. Enrique được dự báo sẽ trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới trong tương lai. Anh được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng có tiềm năng vươn mình thành ngôi sao. Và vào tháng 6 năm 2024, anh sẽ chuyển đến Real Madrid. Số 7 Maximilian Bee. Maximilian Bee, tiền đạo 21 tuổi người Đức, được đánh giá cao với tài năng xuất sắc. Anh hiện đang thi đấu cho Hoffenheim và là một trong những cầu thủ triển vọng hàng đầu của Bundesliga. Bee đã có được 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 15 lần ra sân trong mùa giải này. Sự tiến bộ của Maximilian Bee trong sự nghiệp cầu thủ trẻ có thể là một động lực cho sự phát triển thành ngôi sao trong tương lai. Được đánh giá cao trong môi trường bóng đá Đức, Bee có tiềm năng trở thành một cầu thủ ảnh hưởng và xuất sắc trong giới bóng đá quốc tế. Số 6 Valentin Bako. Valentin Bako, hậu vệ trái người Argentina, được đánh giá cao với tiềm năng trở thành một trong những ngôi sao triển vọng trong tương lai của bóng đá. Anh hiện đang chơi cho Boca Juniors và đã thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ hàng đầu như Manchester City và Liverpool. Bako nổi bật với tài năng phòng ngự xuất sắc, khả năng tấn công linh hoạt và sự ổn định trong các trận đấu. Hiện đang có rất nhiều đội bóng lớn ở EPL như Manchester City, Chelsea muốn có được chữ ký của tiền vệ 19 tuổi này. Số 5 Rooney Badji. Rooney Badji, người Thụy Điển, anh đã gây ấn tượng với tài năng xuất sắc và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng. Rooney Badji nổi bật khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Với khả năng thi đấu ấn tượng và sự phát triển đáng kể trong sự nghiệp, anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn lên và có thể trở thành một ngôi sao tương lai trong làng bóng đá. Ở tuổi 18, Badji đã ra mắt người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 trước Manchester United tại vòng bảng Champions League mùa này. Số 4 Vitor Roque. Vitor Roque là một tiền đạo trẻ triển vọng của Barcelona, ký hợp đồng vào mùa hè năm 2023. Anh là cầu thủ Brazil, chỉ mới 18 tuổi và đã thu hút sự chú ý với tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật xuất sắc. Tuy nhiên, như mọi cầu thủ trẻ, sự thành công của anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự phát triển về kỹ thuật, thể lực
và khả năng thích ứng với môi trường chuyên nghiệp. Tương tự như Endrick, tiền đạo 18 tuổi gốc cũng sẽ đầu quân cho một ông lớn La Liga vào mùa hè này. Tuy nhiên anh sẽ gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid. Số 3, João Neves. João Neves, 19 tuổi, là một tiền vệ trung tâm tài năng của SL Benfica và được coi là một trong những ngôi sao triển vọng cho tương lai. Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, với tin đồn về việc Manchester United, Barcelona, Liverpool và Arsenal quan tâm đến anh. João Neves đã chứng minh tài năng của mình với Benfica và mức giá phá vỡ hợp đồng của anh là 120 triệu euro. Anh được mô tả là một người chơi trung thực, có tầm nhìn tốt, kỹ thuật xuất sắc và khả năng làm việc tốt trong cả giai đoạn tấn công và phòng ngự. Số 2, Jairo Cuanza. Jairo Cuanza là một cầu thủ trẻ triển vọng thuộc đội hình của Liverpool. Năm nay 20 tuổi, anh được coi là một trong những tài năng nổi bật của câu lạc bộ và được đánh giá cao về khả năng phòng ngự. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về việc anh có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai hay không, nhưng sự xuất sắc trong các trận đấu gần đây và niềm tin của đội ngũ huấn luyện cho thấy anh có tiềm năng phát triển. Các tin đồn và đánh giá từ chuyên gia cũng nhấn mạnh sự triển vọng của Jairo Cuanza, nhất là khi anh đã ghi bàn trong một số trận đấu gần đây của Liverpool. Sự xuất sắc của cầu thủ này trong vai trò của mình là một cầu thủ hàng thủ trẻ, cùng với sự hỗ trợ và đào tạo chuyên sâu từ đội bóng, tạo ra hy vọng về một tương lai rạng ngời. Số 1, Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo là một cầu thủ trẻ triển vọng thuộc đội hình của Manchester United. Nổi bật từ khi mới 9 tuổi, anh đã được ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ thành phố Manchester. Được đánh giá cao bởi các chuyên gia và cựu danh thủ như Paul Scholes, Mainoo được coi là viên ngọc thô của Man United. Anh thu hút sự chú ý từ huấn luyện viên Ten Hag, người đã phát hiện ra nhiều tài năng trẻ khi dẫn dắt Ajax. Anh được mô tả như mẫu tiền vệ mà Man United đã tìm kiếm từ lâu. Mainoo có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của đội bóng. Hiện nay, tiền vệ trẻ 18 tuổi là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật trong đội hình của Man United lúc này. Và vừa rồi chúng ta vừa điểm lại những tài năng trẻ triển vọng nhất trong tương lai. Và bạn ấn tượng với cầu thủ nào, hãy bình luận ở bên dưới để tiếp tục trò chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong các video sau.